không tin nổi mà một dĩa xí quách to như vậy mà ở quê chỉ có 15.000 thôi. Xương thịt sụng rồi quá trời mà chỉ có 15.000, quá rẻ luôn. Chắc ngày nào cũng ăn như vậy là bảo đảm mập, mập luôn á. Mà ăn mà vô tới Sài Gòn mà thấy xí quách thấy chạy luôn, sợ luôn, là phải kêu hủ tiếu xí quách thôi, ăn hủ tiếu gà luôn ở quân. Đố cả nhà cái hộp xí quách, một cái dĩa xí quách này là bao nhiêu tiền nè, ở quê nè. Nó to nè, đố mọi người bao nhiêu tiền. Một tô xí quách to mà giá chỉ có 15.000 thôi, tin không? Ở trong Sài Gòn mà một tô bún, mà bún xí quách hay là hủ tiếu xí quách không nè, là 60-70 ngàn. Xí quách thêm mà có hai cục không đó là 60 ngàn đó. Ghê chưa, ghê chưa. Kẹt hả? Nhanh 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 đi. Miếng nữa thôi. Đội giá không? Đẩy đẩy mông nữa ta. Cười cười. Chắc con công tử. Chết rồi, chết tôi. Tử mình là đúng rồi, đúng rồi. Kệ nó. Ôi trời ơi. Rồi. Chết rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Rồi, đỡ em. Bye.
đứng đây nè. Thành đứng đây. Sơi xoài kìa. Sơi xoài. Bữa đi lột bí lột da sao bây giờ nó nhíu ta phải không? Chảy rồi. Chảy da phải không? Trời nắng ung thư da sao? Mới đồng ý.
Trên tay của Phi Như cho là chén tôm dùng. Chén tôm dùng cũng được. Ta ăn nghiêm túc đàng hoàng nha. Dạ, nhà không có. Món gì em? Chicken wing. Chicken wing. Em nhấp năng được. Món của đây Phi Nhân sẽ là trổ tài làm bánh nữ công gia chánh, làm bánh phục linh rồi. Hãy xem Phi Nhân trổ tài làm bánh phục linh tặng bà con. Sau đó con lấy con cái con biết vô tình hồn. Cô giáo mà biết cái bà nè. Quay cô giáo mà cái bà nè. Cô giáo giỏi quá. Đúng không? Con biết như vậy đó. Con biết cái tay vô đúng rồi. Con biết vô. Vừa nhiếc rồi đè vô, vừa nhiếc rồi đè, vừa xiết vừa đè vô. Đè vô, biết cái tay vô. Giặt tay lên. Cho nó đầy cái đó mới được. Không cái bánh con nó nhỏ lắm. Ờ, đè mạnh mạnh chút xíu. Vô rồi có cái dao chưa kìa. Con chưa được nè, thấy không, con thấy nó còn lủng lỗ là không được, con phải cho nó bằng một cái mặt xong rồi lấy dao con gạt cái bánh ruột lấy cái bột thừa nó được. Thank you.
rồi.